Tiếp dẫn về cực lạc, câu hỏi của Liễu Đức. Hỏi: Kính thưa Thầy, trước lúc hấp hối và sau khi tắt thở, phải nhờ bạn đồng đạo hay mời sư Thầy về tụng kinh niệm Phật để trợ duyên cho người bệnh đang hôn mê. Nhờ có tụng niệm âm thanh niệm Phật, tụng kinh khiến cho người bệnh tịnh tâm nhớ Phật, niệm Phật, nhờ đó sẽ dứt được nghiệp, được Phật đón về Tây Phương Cực Lạc, mặc dù người đó là đại ác. Đáp: Kinh sách phát triển nhất là dạy về phần tịnh độ, có nhiều phần rất là vô lý và phi đạo đức hết sức. Một, lúc hấp hối sắp chết, rước sư thầy hay các đồng đạo về tụng niệm để trợ duyên nhớ Phật, niệm Phật, để sẽ được Phật rước hồn về cõi Tây Phương Cực Lạc, thật là phi lý vô cùng. Khi còn sống mạnh khỏe, đến chùa lại Phật tụng kinh niệm chú mà nghiệp vẫn chưa tiêu được, huống là lúc bệnh tật sức yếu và nhất là lúc hấp hối thì còn sức đâu mà chiến thắng lại nghiệp ác. Nếu có cố gắng tỉnh thức để niệm Phật cũng không nổi, vì thân tứ đài sắp tan rã thì đau nhức tận cùng, còn sức chịu đựng sự đau khổ của thân và tâm. Lúc bấy giờ còn sức đâu chịu nổi những cơn đau tận cùng của thân mệnh, tinh thần thì rối ren, phần đau đớn, phần sợ chết, phần thương con cháu, thì làm sao còn bình tĩnh đâu mà niệm Phật. 2. Nhân quả do mình tạo ra thành nghiệp thì phải chính mình tu tập sửa đổi tâm tánh, đi vào thiện pháp thì nghiệp kia mới tiêu trừ, chứ đâu có niệm Phật sám hối mà tiêu tội, tiêu nghiệp được. Nếu niệm Phật sám hối, ngồi thiền mà tiêu tội tiêu nghiệp thì đó là lối lừa đảo, lừa gạt của kinh phát triển Bà La Môn giáo, của những ông thầy kiết giải học giả lừa đảo người để ngồi mát ăn bát vàng. 3. Người đại ác nhờ hộ niệm mà tiêu tội tiêu nghiệp được và được Đức Phật A Di Đà đón về cực lạc Tây Phương, thì ông Phật Di Đà chắc ông là người điên, sao dám rước người đại ác về nước mình để biến hoa sen làm tù ngục, để nhốt họ trong đó rồi còn phải cho lính canh gác. Một đất nước thanh bình có trật tự an ninh thì bây giờ biến đất nước có nhà tù có lính gác làm cho cực khổ biết bao nhiêu người như vậy, mà biết có cảm hóa giáo huấn được ai chăng, hay chỉ là một ảo tưởng do con người dựng lên để an ủi tinh thần người còn sống trong khi quá đau khổ trước cảnh chia ly người sống kẻ chết. Đất nước nào không có trại giam, nhà tù là đất nước có hạnh phúc nhất của toàn dân. Đất nước Phật Di Đà nghe nói hai chữ cực lạc có nghĩa là rất vui, thế mà còn có kẻ bị nhốt trong hoa sen thì có vui gì? Đó là hình thức của một cái nhà tù ở cõi ấy. Bên cõi Tây Phương Cực Lạc còn có nhà tù thì có gì là cực lạc nữa đâu, phải không quý vị? Cuối cùng, cảnh giới cực lạc đều do sự tưởng tượng của con người tạo ra, nên giống như sự ước muốn chạy theo dục lạc thế gian. Phóng chừng Đức Phật Di Đà có tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh mà rước những linh hồn người ác đức về cõi nước mình, thì Đức Phật Di Đà trở thành một tòa án thượng phẩm. Hằng ngày chỉ chuyên lo xử án, thì có đâu mà lo niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn nếu rước về cực lạc nhốt trong hoa sen, dù hàng triệu vạn năm mà không có Pháp tu xả tâm, chỉ có niệm Phật thì cũng chẳng hết tham sân si. Nếu thả ra thì tánh nào tật nấy vẫn còn, thì đất nước cực lạc lại trở thành địa ngục, chứ không còn là cực lạc nữa. Nó chẳng khác nào như ở cõi thế gian của chúng ta vậy. Vì những tay đại gian ác ở thế gian có địa vị, có tiền của nhiều, lúc sắp chết rước nhiều thầy tỳ kheo và Phật tử đến hộ niệm thì chắc chắn phải được rước về Tây Phương. Và như vậy, cõi Tây Phương cực lạc là nơi dung chứa bọn nhà giàu ác đức, bọn tham quan vô lại và bọn đầu trộm đuôi cướp. Từ cõi tưởng tri cực lạc Tây Phương của con người để sau khi chết có một đời sống đầy đủ hơn ở thế gian, nhưng lại xài tiền giả và mặc quần áo giấy, hưởng đồ ăn thực phẩm ở thế gian, thì quý vị nghĩ như thế nào, có phải là thế giới tưởng không? Toàn bộ những loại tưởng mê tín này đều do kinh sách phát triển sản xuất để lừa đảo, lường gạt người một cách đại gian ác. Tín đồ Phật giáo hãy sáng suốt, cảnh giác, đừng để bị lừa đảo. Đây không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, vì kinh sách Nguyên Thủy đã chứng minh rõ ràng không có đời sống sau khi chết. Khi chết thì toàn thân ngũ uẩn đều tan rã mất hết, 12 duyên không còn duyên nào cả, chỉ còn lại hành động thiện ác
được gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực ấy tiếp tục tái sanh luân hồi. Với trí hữu hạn của chúng ta hiện giờ, chỉ có thể biết được đó là một cuộc sống hiện tại trên hành tinh này, còn có sự sống ngoài hành tinh. Nếu có khám phá ra được, thì nó cũng chẳng phải là cực lạc hay thiên đàng. Còn trong kinh sách Phật dạy, cực lạc, thiên đàng, địa ngục, niết bàn cũng ở nơi đây, tại thế gian này, không cần phải đi tìm nơi đâu cả. Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh, không đứng lại, không bước tới, chỉ có vượt qua. Chừng nào chúng ta tu hành có được trí tuệ vô hạn, thì thế giới nào chúng ta cũng thấy biết cả, thì đó là thế giới chân thật, không bị tưởng thức lừa gạt. Bây giờ chúng ta nghe theo kinh sách phát triển và tà giáo ngoại đạo, thì đó là chúng ta đã bị lường gạt vào một thế giới tưởng trí.